Sáng ngày 22 tháng 11, tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội, hơn 100 đại biểu là cán bộ, công chức, điển hình tiên tiến những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn năm 2014 đến 2022 đã tổ chức lễ báo công dân Bác. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các thành viên trong đoàn đã xúc động bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xin hứa nguyện mãi mãi đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người bằng những việc làm thiết thực, cụ thể hàng ngày để dần hoàn thiện bản thân. Thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn báo cáo với Bác những thành tích tiêu biểu nổi bật. Cụ thể từ năm 2014, qua 5 lần tổ chức, thành phố Hồ Chí Minh đã xét chọn và tuyên dương 618 gương thầm lặng mà cao cả, trong đó có 130 tập thể và 488 cá nhân. Những hình ảnh cao thượng, những câu chuyện đẹp về tình người và những việc làm không vụ lợi, không cần vinh danh đã xuất hiện thường xuyên trong đời sống hàng ngày. Các tấm gương đã âm thầm đóng góp cho xã hội những việc làm nhân ái, nghĩa tình, tỏa sáng ở tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh hiện đại nghĩa tình.